Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây. Chương trình chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai phân tuyến nhằm giảm tải điều trị sốt xuất huyết. Mặt bằng giá xăng trong nước về ngang với hồi tháng 2 năm nay, về sát mốc 26.000 đồng một lít. Tạm hoãn phiên tòa xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. 4 thuyền viên trên tàu cá bị chìm trên biển đã được cứu và đưa vào bờ an toàn. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao trên cả nước. Trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết vẫn có thể gia tăng và bùng phát trên diện rộng, ngành y tế thành phố đã triển khai việc phân tuyến điều trị với 3 mức độ bệnh khác nhau nhằm giảm tối đa tình trạng tử vong do dịch bệnh này. Là đơn vị tuyến cuối, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 50% bệnh nhân nhập viện do sốt xuất huyết, nhiều khoa phải kê thêm giường. Tuy nhiên, phần lớn các bệnh nhân này đều có tình trạng bệnh không đáng ngại, có thể thăm khám và điều trị tại các bệnh viện tuyến dưới. Trong khoảng chừng 2 tuần trở đây thì cái số ca sốt xuất huyết không có tăng, có thể là mình kiểm soát được ở ngoài cộng đồng một phần. Và một phần nữa thì mà mình đã hướng dẫn tập huấn cho các cái tuyến quận huyện và một số hội chẩn cho các cái tỉnh tập huấn thì có vẻ như là người ta sẽ tự tin để người ta giữ bệnh nhân lại tiếp tục điều trị. Thời điểm này, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có kế hoạch đảm bảo công tác thu dung điều trị sốt xuất huyết trên địa bàn với dự kiến 3 tình huống, sẵn sàng các phương án điều trị cho 6.000 ca bệnh. Ngành y tế cũng yêu cầu các đơn vị hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp quá khả năng điều trị. Nếu cần chuyển người bệnh lên tuyến trên, phải thông báo trước với đơn vị tiếp nhận. Theo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 17 tháng 7, tổng số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện trên toàn tỉnh là hơn 12,8 ngàn ca, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó trẻ em mắc bệnh chiếm hơn 56%. Đến nay, Đồng Nai đã có 11 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca là trẻ em. Trước tình trạng số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng cả về số ca mắc, số ca nặng phải nhập viện điều trị và số ca tử vong, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương tích cực phối hợp trong công tác phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng dịch của người dân, đặc biệt là thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, diệt muỗi. Từ 15 giờ chiều nay, mỗi lít xăng giảm từ 2.710 đến 3.600 đồng. Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm từ 1.100 đến 2.380 đồng. Như vậy, mặt bằng giá xăng trong nước đã về ngang với hồi tháng 2 năm nay. Sau điều chỉnh của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá bán lẻ xăng E5 RON92 về còn 25.070 đồng. Còn xăng RON95 là 26.070 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm còn 24.850 đồng một lít. Dầu mazut là 16.540 đồng một ký. Đây là kỳ giảm thứ 3 liên tiếp của giá xăng dầu trong nước từ đầu tháng 7 đến nay. Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý tiếp tục ngừng chi quỹ bình ổn giá với tất cả mặt hàng xăng dầu. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Các hãng hàng không dừng dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí từ 20 tháng 7. Quyết định trên đã được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra sau khi họp với đại diện hãng và đơn vị quản lý sân bay. Theo đó, dịch vụ ưu tiên check-in có thu phí có thể làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng tới quyền lợi của hành khách, gây dư luận không tốt trong xã hội. Dịch vụ này cũng không giải quyết được việc ách tắc tại sân bay vì hành khách vẫn phải chờ qua cửa an ninh như khách thông thường. Các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông sẽ được khởi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Để đạt được tiến độ đề ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp với các địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đến trước tháng 12 năm 2022, bàn giao 70% diện tích giải phóng mặt bằng cho dự án và xây dựng kế hoạch vốn để triển khai công tác giải pháp mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, dự toán, tư vấn kiểm tra, hoàn thành trước ngày 25 tháng 7. Tuyến cao tốc Cầu Giẻ – Ninh Bình chính thức đưa vào vận hành, khai thác hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC, vượt tiến độ 10 ngày so với cam kết. Ngoài ra, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Dây, Nội Bài – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, dự kiến hệ thống thu phí điện tử không dừng cũng được đưa vào sử dụng vào các ngày 26 đến 28 tháng 7 tới. Hôm nay, chỉ 30 phút sau khi khai mạc, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm hoãn xét xử vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong ra xét xử sơ thẩm công khai.
Đây là vụ án rất được dư luận quan tâm từ cuối năm 2021 đến nay. Do vậy, việc cẩn trọng xem xét các chứng cứ là rất cần thiết. Tại phiên tòa, sau khi hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa, đã tiến hành xét hỏi hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh năm 1995 tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Kim Trung Thái sinh năm 1985 tại thành phố Hồ Chí Minh, cha ruột bé Vân An, liên quan vụ án bé Vân An 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử cũng ghi nhận ý kiến từ thân nhân của nạn nhân và phần biện hộ của các luật sư bào chữa cho bị hại. Tuy nhiên, sau phần hội ý, hội đồng xét xử yêu cầu trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung với một số quan điểm cho rằng hội đồng giám định chưa giám định tỷ lệ thương tích của người bị hại. Vì vậy, xét thấy cần thiết phải hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Bên cạnh đó, luật sư bảo vệ quyền lợi người bị hại đề nghị hội đồng xét xử xác định Thái đồng phạm với Trang về tội giết người. Hội đồng xét xử cho biết, sau khi có kết quả điều tra bổ sung, hội đồng xét xử sẽ căn cứ quy định pháp luật để xét xử bị cáo theo tội danh mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố. Những ngày qua, tỉnh Quảng Trị hứng chịu nhiều đợt nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi mạnh, gây nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương. Tại thành phố Đông Hà, thời gian qua, có những lúc nắng nóng lên đến 40-41 độ C. Nhiều người dân và những người lái xe ôm thường xuyên làm việc ngoài trời phải chọn giải pháp là trốn nắng. Bận quá, gần thì tôi chạy cuộc hai cuộc, cái con xa tôi cũng chạy. Gió thôi, bụi yên vù, cái cát bụi yên bậy cho ra đi. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra hơn 30 vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất kinh doanh và phương tiện giao thông. Còn đối với các khu vực rừng, độ ẩm thấp nhất 50-60%, hầu hết các địa phương trong tỉnh nguy cơ cháy rừng đang ở cấp độ 3 và 4. Lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị cứ 3 ngày phải phát thông báo một lần. Nếu nắng nóng còn kéo dài, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt ở Quảng Trị là điều khó tránh khỏi. Lúc 13 giờ chiều nay, tàu Cảnh sát biển 7011 thuộc Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 4 ngư dân tàu BTH 97478 bị nạn vào tới đất liền an toàn. Đây là 4 người sống sót trong số 15 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển 9 ngày trước. Ngoài 3 ngư dân tử nạn, hiện vẫn còn 8 người mất tích. Trước đó, vào 8 giờ sáng nay, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cũng đã đưa 4 thuyền viên tàu cá bị phá nước, chìm trên biển vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương. Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, Trung tâm nhận được thông tin tàu cá BD 91464TS có nguy cơ chìm tàu cách Nha Trang khoảng 120 hải lý về hướng Đông Đông Bắc. Tình hình thời tiết khu vực đang rất xấu, gió to, chân sóng cao từ 3-3,5 m. Trung tâm đã điều động tàu SAR-2701 thực hiện nhiệm vụ cứu nạn vào lúc hơn 13 giờ cùng ngày. Đến 15 giờ 15 phút ngày 20 tháng 7, tàu Pacific Spirit, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc đã cứu vớt được 4 thuyền viên và bàn giao cho tàu SAR-2701 sau đó. Trong phần sau, Nga nối lại hoạt động hệ thống dòng chảy Phương Bắc 1 cung cấp khí đốt tới Đức. Brazil bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi. Tối qua, theo giờ địa phương, các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí một gói trừng phạt duy trì nhằm vào Nga. Các lệnh trừng phạt dự kiến có hiệu lực từ ngay hôm nay. Các quan chức EU đã không gọi các lệnh cấm mới là dòng trừng phạt thứ bảy, mà là một gói duy trì về liên kết nhằm đưa ra hướng dẫn rõ ràng và cụ thể hơn đối với các lệnh cấm dành cho Nga. Ngoài ra, EU còn bổ sung nhiều cá nhân và thực thể của Nga vào danh sách đen. Lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga là nhằm đáp ứng quyết định đã được nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, trong đó có Đức, Pháp và Italia là thành viên, nhất trí tại cuộc họp hồi cuối tháng trước. Trước đó, trong gói trừng phạt thứ 6 của EU đối với Nga được thông qua hồi tháng 6, Liên minh này đã cấm nhập khẩu hầu hết dầu mỏ của Nga. Ngay sau khi quyết định trên được công bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định dòng trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga là không đủ. Moscow phải trả giá nhiều hơn nữa cho cuộc chiến để buộc nước này phải tìm kiếm giải pháp tái lập hòa bình. Hôm nay, Nga đã nối lại hoạt động của hệ thống dòng chảy Phương Bắc 1 để cung cấp khí đốt tới Đức sau 10 ngày gián đoạn để bảo dưỡng. Theo dữ liệu do Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga cung cấp, phía Nga sẽ xuất khẩu khí đốt với công suất 530 GWh một ngày. Ông Klaus Müller, Chủ tịch Đơn vị Quản lý Năng lượng tại Đức cho biết lưu lượng này chỉ đạt 30% công suất của dòng chảy Phương Bắc 1.
Hồi tháng 6, Gazprom cắt giảm lượng khí đốt qua dòng chảy phương Bắc 1 còn 40% công suất với lý do một tuốc pin đang được bảo trì tại Canada bị chậm trả lại. Chính phủ Đức bác bỏ giải thích này và tin rằng Nga đang siết nguồn cung để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây. Brazil đã bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi vào hôm qua, sau khi các cơ quan y tế nước này phê duyệt việc tiêm chủng cho trẻ em. Nhà chức trách Brazil hy vọng việc đẩy mạnh tiêm chủng ở nhóm tuổi này sẽ làm giảm bớt tình trạng lây lan dịch bệnh. Theo cơ quan y tế Brazil, thời gian qua, đa số các trường hợp nhập viện và biến chứng nặng là trẻ em dưới 5 tuổi. Nhóm trẻ em dưới 5 tuổi đến nay vẫn chưa được tiêm chủng, thế nên chúng tôi muốn giảm tỷ lệ nhập viện của lứa tuổi này. Cơ quan quốc gia giám sát vệ sinh Brazil Anvisa cho biết, loại vaccine được phê duyệt cho trẻ em dưới 5 tuổi là CoronaVac của hãng Sinovac Biotech Trung Quốc. Đây là loại vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng tại Brazil. Một công ty tại Kyoto, Nhật Bản vừa giới thiệu sản phẩm mới nhất của họ. Chuyện tưởng như đùa, đó là một thùng rác có thể đóng băng rác để ngăn mùi hôi và các vi khuẩn gây hại ở mức nhiệt âm 11 độ C. Công ty NKC cho biết đã nảy ra ý tưởng này lần đầu tiên vào năm 2017 sau khi họ đọc được một cuộc tranh luận trên mạng về việc nhiều người ở Nhật bỏ rác vào tủ đông trong bếp để khử mùi. Rác thải chỉ được thu gom một hoặc hai lần mỗi tuần và thật sự rất mất vệ sinh khi mùi thức ăn cũ bốc ra và ruồi muỗi xuất hiện. Thùng rác này đặc biệt ở chỗ nó có thể xử lý cả mùi của tã trẻ em. Công ty chia sẻ họ đã gặp không ít khó khăn khi thiết kế sản phẩm vì nó phải kết hợp được luồng không khí đối lưu, chất làm mát và ngưng tụ trong một không gian chật hẹp như thùng rác. Sản phẩm hiện được bán với giá 48.180 yên, tương đương với 340 euro và có thể chứa tới 20 lít, tức khoảng 30 túi rác cỡ trung bình. Nhiệt độ ngoài trời trên 30, thậm chí trên 40 độ C tại châu Âu khiến một số nước gặp khó khăn để đảm bảo cuộc sống của người dân hay cứu vãn hoạt động du lịch. Đức đã có nơi trú tránh cho những người vô gia cư, trong khi tại thủ đô Viên của Áo, dịch vụ tham quan bằng xe ngựa lâm nguy trước yêu cầu bảo vệ động vật. Dự án thử nghiệm giúp người vô gia cư tại Berlin có chỗ tắm rửa và tránh nóng ngoài đường từ 10 đến 20 giờ. Ở đây có thể ngả lưng đôi chút, có thức ăn và nước miễn phí, được hỗ trợ tốt hơn nhiều so với khi ở ngoài đường. Họ còn có thể lấy kem chống nắng, quần áo của các nhà hảo tâm. Berlin đang trải qua đợt nóng chưa từng thấy, vì thế xây dựng một chỗ tránh cái nóng bất thường rất có ý nghĩa. Còn tại Áo, những người cung cấp dịch vụ xe ngựa tham quan thủ đô thì lo lắng cho tương lai của nghề có từ nhiều thế kỷ qua. Mới đây, các hiệp hội bảo vệ quyền lợi động vật gây áp lực, yêu cầu các chủ ngựa không bắt con vật ra ngoài nắng khi nhiệt độ quá 30 độ C. Chưa có ai ghi nhận một trường hợp nào có ngựa sụp ngã vì hành hạ hay nắng nóng kể từ khi chúng ta có cơ quan theo dõi sức khỏe của 300 con. Đây là dịch vụ độc đáo mang đậm dấu ấn của thủ đô nước Áo, là một trong những yếu tố thu hút du khách. Tại thành phố New York, Mỹ, thời tiết nắng nóng không thể ngăn cản niềm vui con trẻ. Một không gian bảo tàng vừa được cải tạo rộng hơn 1.100m² đã được phủ toàn bộ bằng chất nhầy slime để các bé thỏa thích vui chơi. Viện Slumu là nơi mà khách tham quan, nhất là các em nhỏ, có thể tùy ý nhào nặn, vặn, xoắn mọi khu vực, từ sàn đến trần nhà. Ngoài ra còn có một hồ bơi chứa hơn 1.300 lít chất nhầy mà du khách có thể tự cảm nhận bằng chân trần, cũng như hang động slime dạ quang và nhiều thứ khác. Cháu không chỉ thích slime mà cháu yêu nó. Nơi này thật là đỉnh. Slumu được mở vào năm 2019 sau khi hai người sáng lập trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Karen Rubinovich, người sáng lập còn lại, và tôi là bạn 14 năm nay. Khoảng 5 năm trước, cả hai đã trải qua rất nhiều thứ. Chồng cô ấy qua đời, em họ mất trong vụ xả súng. Còn chồng tôi thì bị đột quỵ và dẫn đến tàn tật. Một ngày nọ, Karen đến và rủ tôi cùng hai con làm món đồ chơi slime này. Cũng theo hai nhà sáng lập, bóp chất nhầy slime một cách nào đó giúp giải phóng chất endorphins có trong não, mang lại cảm giác thư giãn kỳ lạ, và họ muốn đem cảm giác đó đến với tất cả mọi người. Kyrgyzstan, vốn nổi tiếng với phong cảnh núi non hùng vĩ, là điểm đến không thể bỏ qua cho những người đam mê leo núi. Nhưng hiện quốc gia Trung Á này đang muốn thu hút khách du lịch bằng các sản phẩm địa phương, và sữa ngựa là một trong số đó. Sữa ngựa lên men tiếng địa phương gọi là kumis là thức uống được người dân địa phương cho hay có thể tăng cường hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.
Sữa ngựa tươi còn gọi là Saman cũng là một sản phẩm được quảng bá với du khách. Sữa Kumis của chúng tôi được bán với giá 260 som, khoảng 3 euro cho 2 lít sữa. Chúng tôi bán được khoảng 200 lít sữa trong vòng 3 ngày. Đây là một trong những đặc sản ngon nhất của Kyrgyzstan. Tôi thật sự rất thích sữa Kumis và Saman. Nó rất ngon và tốt cho sức khỏe. Tôi không thể mô tả được hương vị của nó. Ở Ả Rập Xê Út không có vị sữa nào giống vậy cả. Các sản phẩm sữa ngựa là một phần trong văn hóa của Kyrgyzstan. Thủ đô của nước này là Bishkek, cũng được đặt theo tên dụng cụ để khuấy sữa lên men. Tiếp theo trong chương trình, án mạng đau lòng, bị trầm cảm người chồng, người cha ra tay sát hại vợ và con trai. Công ty chuyên sản xuất mút xốp phát nổ và bốc cháy dữ dội. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai vừa xóa sổ một đường dây buôn lậu thuốc lá quy mô rất lớn, hàng hóa được chuyển từ biên giới Campuchia về Đồng Nai tiêu thụ. Theo đó, ngày 17 tháng 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Đồng Nai phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng gồm Lê Văn Đờn, trú tại tỉnh Long An, Trần Văn Ngay và Nguyễn Văn Phước, cùng trú tỉnh Tây Ninh, đang giao thuốc lá điếu nhập lậu cho đối tượng Phạm Ngọc Hằng, 55 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở thành phố Biên Hòa. Tang vật thu giữ là 17 kiện hàng, chứa 8.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu và một cặp bản số xe ô tô. Tiến hành kiểm tra trong nhà hàng, cơ quan công an còn phát hiện 4 kiện hàng có chứa 1.227 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ và Thị Diệu Hiền, 45 tuổi, trú tại tỉnh Long An, là đầu mối cung cấp thuốc lá lậu cho Hằng và Nguyễn Hoàng Vũ, 29 tuổi, trú tỉnh Long An. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua thuốc lá điếu nhập lậu từ cửa khẩu rồi vận chuyển đến Đồng Nai giao cho Hằng tiêu thụ. Các đối tượng này thường gắn bản số xe giả và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hôm nay, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã tạm giữ Hoàng Minh Vĩ, 38 tuổi, về hành vi giết người. Đối tượng khai do bị trầm cảm nên đã sát hại vợ và con trai. Khoảng 8 giờ sáng nay, vợ của Vĩ là chị Cấn Thị Huyền, 35 tuổi, đang nấu đồ ăn sáng. Bất ngờ, Vĩ cầm chảo đánh vào đầu chị, rồi lấy dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Vĩ tiếp tục sang phòng con trai 7 tuổi đang ngủ, chém cháu bé tử vong. Khi thấy vợ và con đã chết, Vĩ điện thoại trình báo công an. Theo lời khai ban đầu, do thất nghiệp trong thời gian dài nên Vĩ bị mất ngủ, trầm cảm. Gia đình đã mua vé máy bay để Vĩ ra Hà Nội khám và điều trị bệnh. Đối tượng lo sợ không có tiền chữa bệnh nên giết chết vợ con, gia đình tự sát. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chỉ vì một bất đồng nhỏ, lời qua tiếng lại mà huynh đệ tương tàn. Sự việc đau lòng tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương khiến người anh thì bỏ mạng, em trai phải chịu cảnh tù tội. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Minh Sang, sinh năm 1995, ngụ xã An Điền để điều tra hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 19 tháng 7, giữa Sang và anh trai Nguyễn Minh Lợi hơn 5 tuổi xảy ra mâu thuẫn về việc sửa bồn cầu dẫn đến cãi nhau. Do bực tức, Sang dùng một con dao đâm anh mình. Sau đó, Sang đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Lợi đã tử vong. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ, nhưng cũng là lời cảnh báo cho những hành vi quá nóng giận, thiếu kiểm soát mà dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Một chiếc xe hơi bất ngờ tông vào đuôi xe máy, thoạt kè cứ tưởng là một tai nạn giao thông do thiếu kiểm soát. Thế nhưng sau khi công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra thì đã phát hiện ra một âm mưu khác. Sự việc được lực lượng chức năng thông tin vào sáng nay. Theo đó, tai nạn xảy ra vào khuya ngày 18 tháng 7. Hai nạn nhân là anh VTH, 34 tuổi và chị NVVH, 30 tuổi, đều là người Đà Nẵng, khi đó đang chở nhau trên xe máy. Giờ thời gian trên, xe của hai người đang lưu thông trên đường 2 tháng 9, thì bất ngờ bị một xe ô tô tông từ phía sau. Sau khi các nạn nhân té xuống đường, tài xế xe hơi vẫn tiếp tục lao xe tới, sau đó bỏ chạy. Hậu quả, anh H bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Hải Châu khẩn trương điều tra truy xét người liên quan. Sau khoảng 10 giờ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Văn Quý Đạt. Tại cơ quan công an, bước đầu Đạt khai nhận là chồng cũ của chị H. Vì ghen tuông nên Đạt lái xe ô tô tấn công hai người này. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý. Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tối qua đã bắt giữ được đối tượng mang dao đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương gây rối. Đối tượng dùng hung khí rượt chém nhiều cán bộ công an. Trước đó, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip quay lại cảnh một người đàn ông cầm dao rượt đuổi chém nhiều cán bộ công an tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, gây kinh hoàng dư luận.
Rất nhiều ý kiến bình luận tỏ ra sợ hãi và lên án hành vi hung hãn, côn đồ, xem thường tính mạng, xem thường pháp luật của đối tượng. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương cho biết, người đàn ông này có mâu thuẫn cá nhân với một nhân viên trong Ủy ban Nhân dân thị trấn Sơn Dương. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để trấn áp, thì đối tượng đã cầm dao đe dọa rượt chém lại công an hòng tẩu thoát. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Sáng nay, lực lượng cảnh sát 113 tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với công an thành phố Đà Lạt thuyết phục giải cứu thành công một cô gái leo lên nóc nhà cao tầng có tâm lý bất ổn. Qua điều tra, công an phát hiện cô gái này bị những người sống trong căn nhà cao tầng giữ lại. Theo đó, vào trưa qua, cảnh sát 113 nhận được tin báo có một cô gái trẻ đang đứng trên nóc ngôi nhà cao tầng ở số 52 đường Lý Tự Trọng, phường 2, thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vừa tiếp cận để động viên trấn an tinh thần, vừa bí mật xử lý an toàn trong trường hợp nạn nhân không hợp tác. Sau khoảng 15 phút, lực lượng công an đã thuyết phục được cô gái và kịp thời đưa vào nơi an toàn. Qua xác minh, cô gái tên H, 18 tuổi, trú thành phố Bảo Lộc, bị bà Bùi Thị Ngọc Trúc cùng những người trong căn nhà trên giữ lại, không cho ra ngoài từ đêm 19 tháng 7. Bà Trúc khai, trước đó H và cháu bà đi chơi suốt 3 ngày đêm, gia đình liên lạc nhiều lần nhưng không tìm thấy cháu. Khi gia đình hỏi thì H không nói nên mới giữ H lại để tìm cháu của mình. Vụ việc đã được bàn giao cho công an phường 2 thành phố Đà Lạt để tiếp tục điều tra làm rõ. Đi chơi tại khu vực suối Bà La thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, một du khách bất ngờ bị ngã xuống nước và tử vong sau đó. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 20 phút chiều ngày 20 tháng 7, nạn nhân cùng nhóm bạn gồm 8 người đi du lịch tại khu vực suối Bà La. Tai nạn xảy ra khi nạn nhân trèo lên mỏm đá để chụp hình. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Hòa Vang đã phối hợp với công an xã tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông 46 tuổi, quốc tịch Canada. Sau hơn 5 giờ đồng hồ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được thi thể của nạn nhân và bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Chiều qua, trên tuyến quốc lộ 91 đoạn qua phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây chết người. Vào khoảng 15 giờ 30 phút, anh Lê Thanh Phong, sinh năm 1985, trú huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, điều khiển xe ô tô tải hướng Long Xuyên, Châu Đốc. Khi đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Dương Văn Mộng, sinh năm 1977, trú thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, điều khiển chạy hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến người và xe ngã ra đường, nạn nhân nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong. Vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra xác minh, làm rõ nguyên nhân. Sáng nay, một công ty chuyên sản xuất mút xốp ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nằm sát cây xăng, đã bốc cháy dữ dội. Đến 11 giờ 30 trưa nay, vụ cháy đã được khống chế, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Theo lời các công nhân thì khoảng 9 giờ 30 phút, họ nghe tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bốc lên. Tuy đã cố gắng dập lửa nhưng do tại xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm hàng ngàn mét vuông nhà xưởng công ty. Nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa và ngăn chặn cháy lan sang cây xăng và một công ty sản xuất lốp xe gần bên. Ước tính công ty HX rộng khoảng 10.000 mét vuông, trong đó có khoảng 1.000 mét vuông có dấu hiệu bị đổ sập, hàng hóa bị thiêu rụi, không ghi nhận thiệt hại về người. Thể thao cùng thông tin cập nhật. Tân binh người Ba Lan Robert Lewandowski có buổi ra mắt sau khi gia nhập Barca. Trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của hai phương tiện trong vụ tai nạn làm 8 người thương vong. Liên quan tới vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương ở Thanh Hóa, chiều nay cơ quan chức năng đã trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của hai phương tiện. Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, xe khách trong vụ tai nạn không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình camera về hệ thống của Tổng cục. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay tại km 605+160 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm trên, xe khách lưu thông theo hướng Vinh, Hà Nội đã bất ngờ đâm trực diện vào xe đầu kéo kéo theo rơ móc lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 6 người khác bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Chương trình 60 giờ hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.